Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Trong bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thống Obama cho biết ông sẽ sử dụng thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của mình để cải thiện quan hệ với Iran và tạo lập một nhà nước riêng cho người Palestine. Nhiều con rối quen thuộc với trẻ em sẽ được đưa vào Viện Bảo tàng Quốc gia Smithsonian. Con gái của người sáng tạo ra những con rối này, Jim Henson, tặng lại bộ sưu tập cho bảo tàng. Trong khi đó, tại Washington, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz đã đăng đàn phát biểu ở Thượng viện chiều thứ Ba và tuyên bố sẽ nói đến khi không còn đứng được nữa. Ông Cruz muốn chặn bất kỳ dự luật ngân sách chính phủ nào được thông qua, trừ phi dự luật đó không cấp ngân quỹ cho luật chăm sóc y tế Obamacare. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.